Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay sư Minh Thông trụ trì chùa Tháp Vàng tọa lạc thị xã Phú Mỹ, khu vực núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin được chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử trong Phật giáo chúng ta với đề tài là năm cách niệm ân đức Phật. Và ở đây sư cũng xin được chia sẻ với quý vị từng chữ câu Pali để cho quý Phật tử của chúng ta có thể nắm bắt được cách niệm về ân đức Phật bằng tiếng Pali. Sư sẽ dạy cho quý vị năm cách niệm ân đức Phật chậm rãi để cho quý vị có thể nhìn video này, YouTube này mà quý vị lắng nghe rồi quý vị đọc theo. Khi mà quý vị chịu khó xem đi xem lại có thể lần thứ hai thì quý vị sẽ đọc được những ân đức của Đức Phật bằng tiếng Pali rất là dễ dàng. Và với những người Phật tử nào mà đã từng xem qua clip của Phật tử anh Đạt á, thì quý vị sẽ dễ bắt hơn khi mà sư dạy cho quý vị niệm về ân đức của Đức Phật bằng tiếng Pali. Cái duyên mà chúng ta xem trên cái YouTube này á, là bởi vì vừa rồi sư có livestream sư giảng về năm cách niệm ân đức Phật trên cái trang Facebook sư Minh Thông. Thì Phật tử Nguyễn Thành Đạt thấy hay và mọi người cũng theo dõi rất là đông, lên tới 1.000+ người. Do vậy thì anh phát tâm mình xuống anh quay cho sư làm cái YouTube này để cho được phổ biến rộng hơn. Mong rằng những người Phật tử Việt Nam của chúng ta có cái cách nhìn gần đúng hơn theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Theravada. Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông Theravada dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào? Đó là cái vấn đề mà chúng tôi muốn triển khai và cũng như là muốn phổ biến rộng cho các Phật tử khắp nơi có thể xem video này mà quý vị biết cách niệm về ân đức của Đức Phật bằng tiếng Pali, và cũng như là chúng ta hiểu được một trong những ân đức của Đức Phật. Chứ trong một cái bài giảng này sư giảng cho quý vị mà sư giảng hết những cái ân đức của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian. Có thể nói là một ân đức Phật mà chúng ta giảng có thể cả ngày, hay một ân đức Phật mà chúng ta có thể giảng mất hết 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Nói gì là chúng ta giảng tới 9 ân đức của Đức Phật. Do đó thì sư chỉ triển khai cho quý vị niệm về ân đức Phật và đồng thời hiểu như thế nào gọi là Đức Phật hay là ân đức của Đức Phật. Đây là một cái điều mà Phật tử của chúng ta cũng có một cái nhìn và suy gẫm để chúng ta không thể ôm khư khư cứ một từ là theo cái Việt Nam của chúng ta, theo niệm theo cái người Trung Quốc á, thì chúng ta chỉ có câu là duy nhất thôi là Nam Mô A Di Đà Phật.
Và ở cái thời hiện đại này, từ cái thời một cố của một vị hòa thượng ở bên của Việt Nam của chúng ta, thì ngày dạy á là không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm Nam Mô A Mi Đà Phật. A Mi chứ không phải là A Di. Và hòa thượng nó đã chết rồi, chúng tôi không tiện để nói tên của ngài. Như vậy á, chúng ta xưa nay chúng ta chỉ có biết câu là A Di Đà Phật thôi. Bây giờ quý vị cũng nên biết thêm về bên Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông, Theravada, thì niệm Phật thì niệm như thế nào. Phật giáo Nguyên Thủy, Nam Tông, Theravada đó, thưa các vị, là một Phật giáo chân truyền ở từ thời cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nói đúng hơn là Đức Phật Gotama. Ngài có tên, Đức Phật của chúng ta có tên là Gotama, chứ không phải là tên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không phải, mà cái đó là sự thành kính của những người bản xứ, họ tôn kính ngài, họ kính lễ cả một cái dòng tộc tên của ngài Sakyamuni đó. À, cái dòng tộc Sakya vua chúa. Thì ở đây chúng tôi muốn cho quý vị bên Phật giáo Nguyên Thủy tu tập niệm về ân Đức Phật, niệm sao ở đây thưa quý vị, ân Đức Phật, nói về Đức Phật là chúng ta phải nhận định và xác xác ghi nhận là Phật nào, Phật là đây là Phật gì. Có thể nói chúng ta thường nghe nói là rất là nhiều Phật, vô số Phật nha. Nhưng chúng ta khi nói đến niệm về ân Đức Phật, chúng ta niệm ân Đức Phật mà Phật nào? Ở đây chúng ta thấy truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy niệm về ân Đức Phật là nói đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nói đúng là Đức Phật Gotama, ngài có cái tên là Đức Phật Gotama. À, Cồ Đàm đó, mà ngoại đạo hay những bà la môn khác gọi là ngài là Sa môn Cồ Đàm đó, từ chữ Gotama. Thì phải ghi nhận và hiểu biết Đức Phật đây là Đức Phật Gotama, gồm có những ân đức đặc biệt thù thắng cao thượng. À, Đức Phật chúng ta hiểu là gì? Đức Phật là bậc đã giác ngộ, giải thoát mọi sự khổ, chứng đắc Niết Bàn, và ngài đã hoàn toàn giải thoát, không còn lưu lại trú ở bất cứ nơi nào. Tức là Đức Phật á, về thương tưởng chúng sanh, ngài đã phát nguyện từ ở tiền kiếp, ngài tu cho đến thành bậc chánh đẳng giác, và ngài đem cái sự giác, cái chân lý đó giảng dạy cho chúng sanh hiểu và tu. Rồi á, cái giáo pháp của ngài á, để lại là những lời dạy của ngài, và ngài viên tịch Niết Bàn rồi ấy, thì không còn hiện hữu bất cứ một cái nơi nào như những kẻ phàm đã định, đã nghĩ đến ngài là ở một cái cõi nào. Thưa các vị, không có cái cõi nào hết. À, giải thoát sanh tử luân hồi là không còn hiện hữu trong tam giới thì mới gọi là giải thoát. Chứ mà còn ở một nơi nào đó để mà chờ đợi chúng sanh, à, để mà ngài cứu vớt chúng sanh, để mà ngài rước chúng sanh lên, thì tinh thần đó không có trong Phật giáo chân truyền Nguyên Thủy. Ngài không phải là một vị thần linh thượng đế như những vị thần của các tôn giáo khác. Ngài không thể nào mà chờ khi mà chúng ta lâm chung rồi ngài cứu vớt chúng ta lên, không phải.
Chúng ta không có đủ cái phước đó để mà nói rằng là Phật rước về với hàng thinh dân thinh chúng. Chúng ta không có. Do đó thì ở đây là nói đến bậc đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi phiền não, chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn hiện hữu bất cứ một nơi nào nữa, được gọi là Niết Bàn. Như vậy thì khi mà Ngài còn hiện tại á, Ngài còn hiện tiền á, thì Ngài thuyết pháp 45 năm hoằng pháp. Và khi Ngài Niết Bàn rồi thì Ngài chấm dứt sự hiện hữu bất cứ một nơi nào. Quý vị nắm được cái điều này hay không? Cho nên á, niệm về ân đức của Đức Phật là nói đến cái công hạnh, sự giác ngộ, sự tu hành của Ngài trải qua hàng hà vô số kiếp, tới 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Rất là nhiều kiếp kiếp, chúng ta không thể tính được. Do đó thì niệm về ân Đức Phật là niệm những cái công hạnh mà Ngài đã từng tu những pháp ba la mật, 30 pháp ba la mật, đến khi mà Ngài giác ngộ, Ngài trở thành bậc chánh đẳng giác, Ngài mới có được những cái ân đức này. Ân đức đó là ân cúng, A-ra-hăng, chánh biến tri, Sammasambuddho, minh hạnh túc, Viccha, Charana, Sambano, thiện thệ, Sugato, thế gian giải, Lô cáo bí đu, điều ngự trượng phu, thiên nhân, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, Anuttaro, Purisa Dhammasa Rathi, thiên nhân sư, Sattha Deva Manusa Nang, Phật, Buddha, Thế Tôn, Phagava. Chính ân đức này chỉ có bậc chánh đẳng giác, vị Phật toàn giác mới có được mà thôi. Những đệ tử thinh văn giác của Ngài, như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Cát Sa Bá, vân vân, rất là nhiều đệ tử bậc thánh A-la-hán đều là Phật, nhưng những vị Phật đó không có ân đức này, mà các vị Phật đó chỉ có là ân đức tăng, bậc thánh tăng. Vậy thì ân đức đây là nói đến ân đức của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gautama, chứ không phải nói đến những vị thần Phật nào khác như là A Di Đà, Quán Âm, Địa Tạng, Phổ Hiền vân vân, không phải. Mà truyền thống của Đức Phật Nguyên Thủy Nam Tông thì là nói đến Đức Phật, đây là nói đến Phật nào, là nói đến Phật Gautama nha. Quý vị nắm được sự cái này. Đức Phật Gautama, Ngài có 9 ân đức như vậy. Bây giờ xin lặp lại nè. Ấn cúng à, quý vị thấy không? Ấn cúng, quý vị coi trong kinh tạng Nikaya của Ngài trưởng lão Thích Minh Thông, Thích Minh Châu đó, thì là ấn cúng nè, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn, chính ân đức. Rồi giờ tiếng Pali là A-ra-hăng, ân cúng, Sammasambuddho, chánh biến tri, hay là chánh đẳng giác, minh hạnh túc, Viccha Charana Sambano, thiện thệ, Sugato, thế gian giải, Lô cáo bí đu, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, Anuttaro Purisa Dhammasa Rathi, thiên nhân sư, Sattha Deva Manusa Nang, Phật, Buddha, Thế Tôn, Phá Ga Hoa. Bây giờ trong chính ân đức này đều nói đến cái sự giác ngộ giải thoát của bậc chánh đẳng giác. Chẳng hạn như sư ví dụ về chữ ấn cúng hay là A-ra-hăng có nghĩa là gì? Có nghĩa là bậc đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não. Mọi phiền não, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não. Thứ hai là bậc
đã phá hủy được những cái mắt xích tạo thành một chúng sanh luân hồi. Thứ ba là dù ở những nơi kín đáo không ai thấy hay biết, nhưng tâm của Ngài luôn thanh tịnh trong sáng. Thứ tư là bậc gì đó mà bậc xứng đáng cho chúng sanh được trời người đảnh lễ cúng dường. Đó, chúng ta nắm được một ân đức thông hiểu để chúng ta niệm một ân đức đó và niệm thêm những ân đức khác nữa, chẳng hạn như là chánh biến chi, tự mình giác ngộ giải thoát chứ không thầy chỉ dạy. Minh hạnh túc là ngày toàn đắc 3 cái giác, 8 cái giác và 15 cái hạnh. Rồi thiện thể đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt đại niết bàn. Rồi thế gian giải là ngày thông suốt tam giới, tam giới tam thiên, thông suốt danh sắc, thân năm này, ngày thông suốt tất cả, ngày thấu thấu triệt tất cả, thế gian giải. Vô thượng sĩ là có đức hạnh không ai bì. Rồi điều ngự trưởng phu ở đây là tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Những người nào có căn duyên ngày mới tế độ, chứ không phải giống như chúng ta gặp người nào thì nói pháp cho người đó. Với khi mà Ngài nói pháp cho ai là người đó sẽ có căn duyên lớn vô cùng, Ngài mới nói pháp, thuyết pháp. Rồi thiên nhân sư là thầy của chư thiên, cả chư thiên và nhân loại gọi là thiên nhân sư. Thiên nhân sư. Rồi Phật, Phật đây là ngày giác ngộ lý tứ diệu đế, rồi đem ra giáo hóa cho chúng sanh cùng biết với gọi là Phật. Phật đây là ngài đã thấy, ngài thấu triệt được cái tứ diệu đế. Ngài rồi ngài mới đem kinh nghiệm đó nghe ra, ngài giảng cho chúng sanh hay hiểu là tu hành, chứ không phải là ngài nói suông. Rồi Thế Tôn là bậc đã siêu suốt tam giới, không còn luân hồi trở lại thế gian này nữa. Thế Tôn Phá Ga Hoa đó, thưa các vị. Thì trong chính ân đức này, nếu mà giờ sư giảng về chính ân đức á, thì sẽ không có thời gian để cho chúng ta học được cái cách niệm năm cái cách niệm ân đức Phật bằng tiếng Pali. Do đó sư sẽ triển khai bài gì á, những người Phật tử nhiều khi á, biết về Đức Phật hay là chưa biết về Đức Phật, rồi họ hoang mang là bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông tu cái gì, rồi niệm Phật sao? Không lẽ là, chắc có lẽ các vị sẽ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại bên kia Bắc Tông thì niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bên Nam Tông thì chắc Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, dễ quá. Thấy không? Nhưng xin thưa không phải. Rồi bây giờ trong năm cách niệm ơn Đức Phật này chúng ta niệm như thế nào? Ở đây cái người Phật tử mà đã từng học Pali thì quý vị sẽ tiếp nhận dễ hơn. Nhưng tuy nhiên sư sẽ cố gắng dạy cho những người Phật tử dù là chưa biết về tiếng Pali, quý vị cũng có thể nhìn thấy sư phát âm đọc và sư sẽ phiên âm qua cái khẩu truyền này cho quý vị. Để quý vị hiểu, để quý vị nắm bắt. Ở đây chúng tôi muốn nói thêm một vấn đề trước khi mà chúng ta học năm cách niệm ân Đức Phật. Thì vấn đề là trong cuộc đời của chúng ta, quý vị biết là cái định luật vô thường, chúng ta không biết ngày nào. Hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta còn sống hay không? Năm nay chúng ta sống được, khỏe được, ngày năm sau chúng ta có khỏe được, sống được hay không? Như vậy thì vấn đề ở đây là cái niềm tin của mình có được trọn vẹn nơi Tam Bảo hay chưa? Mình phải có cái niềm tin trọn vẹn nơi Tam Bảo. Mà Tam Bảo đó là gì? Phật Bảo,
pháp bảo và tăng bảo. Nhưng ở đây chỉ cần cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật một cách trọn vẹn, không bị pha tạp, không bị mong cầu những cái gì không phải là của Phật dạy, những đối tượng mà chúng ta thờ không phải là của Phật nói hoặc khuyến khích, Phật khuyến khích. Giống như là bên Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông thì không có cái vụ mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu qua Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Phật Gotama, Ngài đủ khả năng, Ngài là bậc chánh đẳng giác, thiên nhân sư mà. Ngài đủ khả năng để Ngài thuyết pháp, Ngài độ cho chúng sanh được tu hành. Nếu Ngài có nhờ, Ngài nhờ những đệ tử của Ngài hiện tại, là Ngài khi mà Ngài thuyết pháp mà Ngài bị mỏi lưng, Ngài bị mỏi mệt, thì Ngài nhờ Ngài Xá Lợi Phất thuyết pháp thay thế phụ giúp cho Ngài. Chỉ vậy thôi, chứ Ngài không có thể nào mà giới thiệu những cái vị thần vị Phật nào khác, là hứa hẹn cái điều gì đó ở cảnh giới bên kia bên như thế nào. Thưa quý vị, Phật giáo Nguyên Thủy thì không có như vậy. Cho nên là niệm về ân đức của Đức Phật là trực diện nơi Ngài. Thành ra thì là niệm Phật ở đây là niệm về Đức Phật Bổn Sư, Đức Phật Gotama. Và như vậy thì chúng ta có cái niềm tin trọn vẹn nơi Ngài hay không? Nếu mà chúng ta hiểu biết về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gotama có thật trong lịch sử. Ngài là vị sáng lập Phật giáo, từ Ngài mà có Phật giáo ở trên thế gian này. Thì như vậy chúng ta cứ đặt trọn cái niềm tin nơi Đức Phật. Mà khi mà cái niềm tin của chúng ta được trọn vẹn nơi Đức Phật rồi á, thì chúng ta là người đã có được Tam Bảo. Phật Bảo là bậc cao thượng, thì nhờ Phật Bảo đó sẽ tất nhiên và sẽ có Pháp Bảo, lời dạy của Ngài, và từ lời dạy của Ngài mà có được chúng sanh giác ngộ giải thoát, tu hành xuất gia theo Ngài, trở thành bậc giải thoát, bậc thánh tăng. Thánh vừa là bậc thánh mà vừa là bậc xuất gia thì gọi là Tăng Bảo. Như vậy chúng ta thờ, chúng ta trọn vẹn về đức tin nơi Ngài, chúng ta đã có được cả Tam Bảo. Thưa các vị, có được Tam Bảo. Nên đó, nếu mà mình biết cái luật vô thường, mình cố gắng làm sao mà có được cái niềm tin tốt, thật là tốt, thật là trọn vẹn nơi Đức Phật Gotama, thì chúng ta niệm Phật sẽ có hiệu quả hơn, thành công hơn, phước báo hơn, kỳ diệu hơn, đặc biệt hơn. Nên thì bây giờ quý vị nhớ phải có được cái niềm tin, cái đức tin của mình. Cân nhắc lại, trước đây mình không hiểu, do gì mình không hiểu nên cái bàn thờ của mình có rất là nhiều tên Phật khác nhau, vị này Phật này, Phật này, Phật này, Phật này, rồi thờ rất là nhiều. Bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta hãy trọn vẹn một đức tin nơi Tam Bảo là Phật Bảo. Phật giáo Nguyên Thủy có thờ 1000 pho tượng Phật, 100 pho tượng Phật, vô chánh điện rất là nhiều Phật trên dưới. Và quý vị mà đi, có đi chùa Phổ Minh, hay là quý vị có đi chùa mấy chùa Thái Lan rồi đó, hay là chùa Miến Điện, thờ nhiều Phật lắm, nhất là Thái Lan. Đó, từ ở cấp trên cấp trên xuống, hay là nguyên cái bàn thờ như thế này, hoặc là quý vị ra khung viên của chùa, những Phật cảnh rất là nhiều, tượng đài Campuchia, Thái Lan, Lào, Tích Lan, Miến Điện, trong mỗi ngôi chùa thờ nhiều Phật lắm. Nhưng mà Phật nào vậy? Tất cả 1000 hay là 100 tượng Phật đó đều là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chứ không phải là Phật nào khác. Không có tên mà nào khác hết trơn, chỉ là Đức Phật Gotama mà thôi. Như vậy là khi mà chúng ta chọn được cái niềm tin đó, chúng ta niệm Phật sẽ có cái hiệu quả hơn.
Niệm Phật có được hiệu quả rằng là mình mà chuyên niệm Phật thì tăng trưởng được cái thiện pháp mỗi ngày và khiến cho chúng ta thường ngày nhớ đến Đức Phật như vậy. Do nhờ nhớ đến Đức Phật hay niệm Phật như vậy á, mà chúng ta sẽ không có bị sợ hãi, chúng ta sẽ không có bị sợ hãi và chúng ta đủ cái phước để mà nếu như mà chúng ta có lâm chung, có mệnh chung, có vô thường, chúng ta vẫn còn nhớ được ân đức của Đức Phật, chúng ta vẫn còn kêu niệm được ân đức của Phật. Thì từ chỗ đó mà cái thiện pháp được 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 hiện hữu ngay khi đó, mà chúng ta có thể nương vào đó để mà chúng ta được tái sanh ở cảnh giới làm người hay là làm chư thiên sau cái kiếp sống này. Bây giờ nhờ với niệm Phật. Như câu chuyện của ngài, của ông, của cư sĩ Phật tử tên là Maththakun Đá-lý. Cư sĩ Phật tử này á có niềm tin nơi Tam Bảo và thường do nhờ thường niệm tưởng đến ân đức của Đức Phật, Arahant, Sammasambuddho, Vichcha, Charana, Sambanno, Sugato, vân vân. Mà cư sĩ này sau khi chết được sanh về cõi trời, thưa các vị, và do nhờ niệm về ân đức của Phật mà cư sĩ này sanh về cõi trời một cõi rất là huy hoàng, lộng lẫy, tráng lệ, đầy những phước báo trong cái cõi trời đó. Câu chuyện rằng là cậu Maththakun Đá-lý này lâm trọng bệnh và được người cha chăm sóc, nhưng mà vốn tính keo kiệt nên cư sĩ Maththakun Đá-lý này không được ở trong cái phòng mà ông người cha đó đem cái cậu cư sĩ này ra ngoài hiên nhà để cậu cư sĩ này nằm ở ngoài đó. Nếu có ai mà đến thăm á thì chỉ thăm cậu ta tới đó thôi chứ không có vô nhà. Vô nhà thì dòm ngó cái này cái kia và nhiều khi sanh tâm sinh xỏ, cho nên cha mẹ của cậu cư sĩ này á là để cậu ở ngoài thôi, do cái tính riêng có, đó là cái tính riêng của người cha mẹ. Nhưng mà cũng nhờ cái tính đó, cũng nhờ cái việc đó mà cậu cư sĩ này nằm ở bên ngoài thường niệm Phật và lại được gặp Đức Phật. Khi mà buổi sáng sớm Đức Phật ngài quán chiếu á, trong cái tam giới này có ai để mà ngài có thể hóa duyên tế độ hay không, thì ngài ngài quán xét á, thì có cái cậu hình ảnh của cậu cư sĩ này hiện lên nơi ngài, tức nghĩa là ngài 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 thấy có một người có duyên ở gần đó và ngài đích thân gì đó đó. Sau khi buổi sáng xong thì ngài đích thân ngài đi trì bình khất thực, đi ngang qua nhà của cậu cư sĩ Maththakun Đá-lý. Cậu cư sĩ Maththakun Đá-lý đang niệm Phật, rồi khi đó thì thấy Đức Phật, cậu liền phát tâm hoan hỷ hơn nữa. Nên sau khi mà Đức Phật thọ nhận vật thực của cậu cư sĩ này nhờ người cha của mình giúp giùm á, thì cậu cũng cúng dường cái vật thực đó đặt bát lên Đức Phật, Đức Phật đi về. Thì không lâu sau thì cậu cư sĩ này từ trần tái sanh về cõi cung trời, thưa các vị, cõi trời Đâu Xuất. Thì khi mà cậu ta tái sanh về cõi trời á, do nhờ niệm về ân đức của Đức Phật đó, cậu ta nhớ đến cái người cha người mẹ của mình nữa, và cậu Maththakun Đá-lý này mới xuất hiện lại ở nhà của cậu. Cậu mách bảo gia đình, tức là cha và mẹ của cậu, hãy có niềm tin nơi Tam Bảo, hãy hoan hỷ đặt bát cúng dường chư tăng có Đức Phật dẫn đầu. Thì cha mẹ nghe lời cậu cư sĩ này mà cũng làm đúng như vậy, và khi đó thì Đức Phật ngài thuyết pháp, ngài độ cho gia đình cha mẹ của cậu cư sĩ cùng với rất là nhiều vị chư thiên đắc đạo quả,
tu đầu quần ngay khi cậu cư sĩ cũng vậy. Cậu cư sĩ đầu tiên là sanh về cõi trời thôi, nhưng khi mày xuống trần gian này á, mách bảo gia đình, kêu cha mẹ làm phước, đặt bát cúng dường, chư tăng có Đức Phật dẫn đầu và thỉnh ngài thuyết pháp, thì cậu cư sĩ này cũng được nghe pháp từ nơi Đức Phật mà cậu quán pháp và cậu đắc đạo quả thánh nhân, bậc thánh đầu tiên trong bốn bậc thánh, đó là tu đầu quần, tu đầu quần đạo, tu đầu quần quả, thưa quý vị. Đó, thì ở đây qua cái câu chuyện này để chúng ta có thể nhìn thấy mà tăng trưởng cái niềm tin của mình một cách trọn vẹn. Không có vị Phật nào bằng Đức Phật Gotama của chúng ta hiện tại, mà chúng ta không có trọn được cái niềm tin nơi ngài thì quá uổng. Quá uổng, thưa quý vị. Bây giờ năm cách niệm nè. Có chín ân đức phải không? Xin lặp lại nè. Ứng cúng A-ra-hằng, chánh biến chi Samma-sambuddho, minh hạnh túc Vichcha-chá-ra-ná-sambano, thiện thệ Sugato, thế gian giải Lô-cá-ví-đu, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu Anuttaro Purisa-dhamma-sa-ra-thi, thiên nhân sư Sattha-de-vá-manus-sa-năng, Phật Buddha Thế Tôn Phá Ga Hoa, chính ân đức. Rồi bây giờ chúng ta muốn niệm Phật, năm cách niệm Phật bằng tiếng Pali, thì trước hết là cái hình ảnh của chúng ta phải có cái hình ảnh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni hoàn hảo. Tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong cái mắt của mình, trong cái sự liên tưởng của mình, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh đẹp, đẹp tướng, đẹp tướng sắc diện, thưa quý vị. Khi mà chúng ta niệm Phật là chúng ta phải nhìn cái hình ảnh của ngài, nhìn cái đối tượng đó, hoặc là chúng ta hãy liên tưởng lúc mà chúng ta niệm Phật, chúng ta phải nhớ đến cái tượng Phật nào mà chúng ta thích nhất. Trong Thanh Tịnh Đạo dạy cho chúng ta là phải liên tưởng đến Đức Phật. Đến khi mà chúng ta niệm Phật mà được khăng khít, cận định đó, thì chúng ta mới thành công. Khi mà nói về niệm Phật á, là một trong những đề mục thiền định, mà thiền định này thì chỉ tới cận định thôi, không thể mà an chỉ định được, tức là không thể đắc định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vân vân được, mà chỉ đắc cận định mà thôi. Vì ân đức của ngài quá cao siêu, quá cao thượng, rộng lớn, cho nên là không có đắc được đại định, đó là sơ thiền, nhị thiền, thưa quý vị. Thì chúng ta niệm nè, chính ân đức nè, bằng tiếng Pali, trước hết là quý vị nè. A-ra-hăng, A-sắc-á, R-a-ra-sắc-rá, A-ngờ-ăn, H-ăn-hăng, A-ra-hăng, là sư phiên âm đó, A-ra-hăng, A-ra-hăng. Quý vị nhớ ha, A-ra-hăng. Thứ hai là Samma-sambuddho. Samma-sambuddho. Thứ ba là Vichcha, Vichcha-charana-sambano, Vichcha-charana-sambano. Thứ tư là Sugato, Sugato. Thứ năm là Lô Cá Ví Đu, Lô Cá Ví Đu. Thứ sáu là Anuttaro, Anuttaro. Purisa Dhammasarathi, Purisa Dhammasarathi. Thứ bảy là Sattha Deva Manusanang, Sattha Deva Manusanang, Sattha Deva Manusanang. Thứ tám là Buddho, Buddho. Thứ chín là Phá Gá Va, Phá Gá Va. Phiên âm nha. Một, A sắc á, R ra sắc rá, A ngờ ăn, hận hăng, A ra hăng. Hai,
Amam Sam Ma Sam Bút Thô U Tổ Bút Thô Thổ Thô Ba Y Chít Quýt Cha Chá Rá Ná Sam Ban Nô Thứ tư là Sú Gá Tô Sú Gá Tô Thứ năm Lô Cá Ví Đu Y sắc ý vậy vi sắc ví lô cáo ví đu. Thứ sáu là A sắc á Anut Taro Anut Taro Bú rí Sa đâm Má sa ra thí Bú rí sa đâm Má sa ra thí. Thứ bảy là Sát tha Đê vá Má Nút sa năng Chỉ nút Nút à, Nút sa năng Thứ tám là bút thô, bút thô, u tổ bút thô. Thứ chín là phá gá va, phở pha sắc phá, gờ a gá sắc gá, vợ va, phá gá va, chứ không phải phá rá va, gờ a gá sắc gá, ha. Phá gá va. Rồi. Bắt đầu chúng ta niệm cách thứ nhất. Cách thứ nhất là chúng ta phải có cái câu là ý y sắc ý ý tí bí xô ý tí bí xô ha ý tí bí xô rồi phá gá va phá gá va chúng ta phải có ba chữ này ý tí bí một chữ xô một chữ phá gá pha một chữ thế là cái câu này là dịch có nghĩa là Đức Thế Tôn hiểu là à, Đức Thế Tôn hiểu là ý tí bí xô ý tí bí xô phá gá pha bắt đầu tiếp theo nè chính ân đức nè á ra hằng sam ma sam bút thô quý cha chá ra ná sam ban nô su gá tô lô cá ví đu Anuttaro Burisa Dhammasa Rathi Satha Deva Manusanang Buddho Phagavati Đây là cách niệm thứ nhất. Và cái cách niệm này cũng như là thường chúng ta nghe các Phật tử tụng kinh Tam Bảo đọc cái phần Tam Bảo Phật Bảo này. Xin lặp lại niệm nha. Itibiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Burisa Dhamma Sarathi Satha Deva Manusanang Buddho Phagawa. Đó là một cách. Cách thứ hai là Itibiso Phagawa Arahang mỗi một ân đức lặp lại cái câu ý tí bí xô phá gá va ý tí bí xô phá gá va ha dạ cách thứ hai ha ý tí bí xô phá gá va arahang ý tí bí xô phá gá va samma sambuddho ý tí bí xô phá gá va vicca charana sambanno ý tí bí xô phá gá va sugato ý tí bí xô phá gá va lokavido Itibiso Phagawa Anuttaro Burisa Dhamma Sarathi Itibiso Phagawa Santa Deva Manusanang Itibiso Phagawa Bundo Itibiso Phagawa Phagawa yeah. Đó là cách thứ hai. Lặp lại câu cách thứ hai nha. Itibiso Phagawa Arahang Itibiso Phagawa Samma Sambuddho Itibiso Phagawa Vicca Charana Sambanno Itibiso Phagawa Sugato Itibiso Phagawa Lokavido Itibiso Phagawa Anuttaro Burisa Dhamma Saranthi Itibiso Phagawa Santa Deva Manusanang Itibiso Phagawa Bundo Itibiso Phagawa Phagawa. Đó là cách niệm thứ hai. Niệm thứ ba nào.
Niệm thứ ba là cái câu mà ý tí bí xô phá gá qua đó, chúng ta sẽ đảo ngược lại là lấy cái chữ là, lấy chính giữa là chữ là xô phá gá qua ý tí bí. Cách thứ hai là ý tí bí xô phá gá qua, mà cách thứ ba là xô phá gá qua ý tí bí. Xô phá gá qua ý tí bí, nhớ nha. Chúng ta phiên âm ra ha, sổ xô phá phá sắc phá gã ga sắc gá vợ va phá xô phá gá qua ý tí bí. Rồi đọc nha, cái thứ ba, sổ phá gá qua ý tí bí a ra hăng, so phagawa itb samma sambuddho, so phagawa itb vicca charana sambanno, so phagawa itb sugato, so phagawa itb lokavidu, so phagawa itb anuttaro purisadhammasarathi, so phagawa itb saddha deva manussanang, so phát ga wa y ti bi bụt thô, so phát ga wa y ti bi. Hả? So phát ga wa y ti bi ara, so phát ga wa y ti bi samma sambuddho, so phát ga wa y ti bi vicacarana sambanno, so phát ga wa y ti bi sugato, so phát ga wa y ti bi lokavido, so phá gá quá y tí bí anuttaro purisa dhamma saranti, so phá gá quá y tí bí santa deva manusanang, so phá gá quá y tí bí buddho, so phá gá quá y tí bí. Đó. Rồi cách thứ tư nè. Cách thứ tư chúng ta niệm là niệm xuôi và niệm ngược, tức là đọc lên đọc xuống. Thế là ví dụ như là 1 1, tức chúng ta đếm từ 1 tới 9 nè. 1 1 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 5, tức là tới con số nào thì chúng ta lặp lại, trở ngược lại từ đầu. Đầu tiên là 1 thì phải 1 thì nữa mới gọi là đọc xuôi và đọc ngược. Rồi bắt đầu bỏ cái đó đi, bắt đầu là 1 2 thì sao? 2 1. 1 2 3 3 2 1. 1 2 3 4 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. Bây giờ 1 1 là sao nè? Arahant, Arahant. 1 2 nè. Arahant samma sambuddho. Samma sambuddho, Arahant, như vậy là 2 1. 1 2 3 nè. Arahant samma sambuddho vicca charana sambanno. Rồi 321 nè, vicca charana sambanno samma sambuddho arahant. Hiểu không ạ? Rồi 1234 nè, arahant samma sambuddho vicca charana sambanno sugato. Bắt đầu ngược lại nè, sugato vicca charana sambanno samma sambuddho arahant. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 nè. Arahant samma sambuddho vicacarana sambanno sugato lokavidu. 5, 4, 3, 2, 1. Lokavidu sugato vicacarana sambanno samma sambuddho arahant. Arahant samma sambuddho vicacarana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasarathi. Bắt đầu tới 6 thì 6 phải quay ngược lại 1. Rồi tới 7 thì 7 phải quay lại 1. Từ đọc từ 7 xuống dần 1. Rồi tới 8 á, từ 1 đến 8, rồi 8 thì trở lại 1. 8 xuống dần tới 1. Rồi tới 9 á, thì 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi 9 á, mới xuống dần tới 1. Mà 9 đó là gì? Là phá ga qua. Hả? Ý đi bi sô phá ga qua arahant. Arahant samma sambuddho vicacarana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisadhammasarathi Sattha Deva Manusanang Buddho Phagawa. Phagawa là 9. Thì 9 này tới đây là chúng ta lập đọc ngược lại. Phagawa Itibi Phagawa Buddho
Satadeva manusanang Anuttaro purisadamasarathi. Ai lokavidu sugato vicacharana samanno sammasambuddho arahan. À, quý vị nắm được không ạ? À, quý vị nắm ha. Rồi, vậy thì sư sẽ đọc cho quý vị nghe nha. Arahan, arahan, arahan sammasambuddho, sammasambuddho arahan. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno. Vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato. Sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato lokavidu. Lokavidu sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhammasarathi. Anuttaro purisa dhammasarathi lokavidu sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhammasarathi sattadeva manussanang. Sattadeva manussanang anuttaro purisa dhammasarathi lokavidu sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Thứ tám là arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarathi sattadeva manussanang buddho. Buddho ha. Buddho sattadeva manussanang anuttaro purisa dhammasarathi lokavidu sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Thứ tám rồi phải không? Thứ chín nè. À, thứ chín rồi nha. Chín rồi nha. Arahan sammasambuddho vicacharana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarathi sattadeva manussanang buddho phagava. À, đó là chín. À, bắt đầu phagava buddho sattadeva manussanang anuttaro purisa dhammasarathi lokavidu sugato vicacharana sambanno sammasambuddho arahan. Đó là cách niệm thứ tư. Quý vị đã nắm được chưa? Những ân đức Phật này á, cái cách niệm này là sư học từ bên trường thiền Phả Ốc, một trung tâm thiền lớn nhất. Nói về thiền định và thiền tuệ do ngài thiền sư bậc đại trí Phá Ốc hướng dẫn với cái sự mà thành tựu chứng đắc của ngài. Trung tâm thiền viện Phá Ốc rất là lớn, và từ đó trên đất nước Myanmar đã có tới khoảng gần 20 chi nhánh trung tâm thiền viện Phá Ốc. Những dòng thiền, nói về trường thiền Phá Ốc là rất là nổi tiếng, rất là gương mẫu đức hạnh, từ giới mới có định, giới thật kỹ, tu tập thật kỹ thì mới có định, và khi đạt đến định thật kỹ thì mới có thể chuyển qua thiền Vipassana, thiền quán được. Thưa các vị, quán đây là quán thấu triệt trong danh và sắc. Và sư học cái ân đức này là nằm ngoài, nằm không phải là trường người ta dạy về thiền, nhưng mà vì cái ân đức này là những trưởng lão của Miến Điện, thanh định, bậc đạo hạnh dạy cho chúng ta về cái cách mà niệm xuôi niệm ngược như vậy để tăng được cái chánh niệm của chúng ta, không bị thất niệm. Khi mà chúng ta thất niệm thì chúng ta sẽ niệm nó không được trọn vẹn. Do đó thì sư học cái cách niệm về ân đức Phật này là giống như là một cái
cái mô hình á như như là cái bảo tháp vậy đó, từng nấc từng nấc từng nấc từng nấc đi lên. Đó là rồi từ trên đi xuống này, ví dụ nè Arahant Arahant à, rồi cái đại chí xuống dưới là Arahant Samma Sambuddho, là nó bự hơn, cái hàng này nó bự hơn phải không? Samma Sambuddho Arahant. Rồi xuống hàng thứ ba nè Arahant Samma Sambuddho Vicchacharana Sambanno, rồi Vicchacharana Sambanno Samma Sambuddho Arahant. Ở trên là có hai chữ, dưới là bốn chữ, ở dưới đây là sáu chữ ha, rồi dưới đây là tám chữ nè Arahant Samma Sambuddho Vicchacharana Sambanno Sugato ha. Mà Sugato để lặp lại thì thành ra tám chữ, tám chữ nhưng mà trên cái hàng viết nó thì được bốn chữ thôi. Như vậy là hàng đầu tiên là một chữ, hàng thứ hai là được hai chữ, hàng thứ ba là được ba chữ, hàng thứ tư là được bốn chữ, hàng thứ năm là được năm chữ là nó dài ra, hàng thứ sáu là được bảy chữ nó dài ra, hàng thứ tám được tám chữ dài ra. Đó thì giống như một cái bảo tháp đi xuống vậy nè thưa quý vị. Đó, đi xuống thì sư học cái này là học ngoài, nhưng mà cũng từ đất nước Miến Điện người ta thấy các ngài trưởng lão thấy có lợi ích cho mọi người niệm Phật. Nên là quý vị cứ tự tin mà học, chứ không phải là cái học này là của sư Minh Thông trụ trì chùa Tháp Vàng, tọa lạc tổ chính thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói đâu, mà cái này là sư có học. Và ở đây sư cũng giới thiệu cho quý vị một điều rất là ngạc nhiên, là do nhờ cái việc mà niệm ân Đức Phật đó mà sư xây được cái chánh điện chùa Tháp Vàng này. Quý vị nhìn thấy cái tượng Phật này cũng rất là lớn phải không, mà cái chánh điện cũng rất là hoan hỷ. Cho nên là nhờ cái năm cách niệm ân Đức Phật, còn cách niệm nữa ha, còn năm cách niệm ân Đức Phật này, sư tình cờ sư làm cái clip ở tại Ấn Độ, sư ngẫu hứng mà sư nhìn thấy cái tượng Phật ở chùa Đại Lộc, tượng Phật bằng đá mà được ghép nối từng cái khối đá lớn ghép vô, họ điêu khắc, mà họ điêu khắc cái người Ấn Độ hay lắm thưa quý vị, họ điêu khắc những cái khối đá tảng đá lớn vậy nè, rồi họ tính cân nhắc sao cân bằng sao đó, họ ráp vô từng cái khối đá lớn như đó, họ ráp lên thành một cái tượng Đức Phật gọi là chuyển pháp luân. Đức Phật chuyển pháp luân tên như nè, khi quý vị đi Ấn Độ cái gì mà ghé chỗ chuyển pháp luân thánh tích chuyển pháp luân thì gần đó có một cái ngôi chùa Việt Nam là chùa Đại Lộc, thì cái chùa Đại Lộc có cái tượng Phật lớn lắm của người Việt Nam mình lập lên. Thì sư ngẫu hứng sư thấy cái tượng Phật mà buổi sáng tinh, buổi sáng đẹp lắm, với cộng với cái không khí bình minh đó thưa quý vị. Nên sư hứng rồi sư chắp tay lên, rồi sư vừa niệm Phật rồi sư vừa quay phim live stream để sư niệm về ân chính ân đức của Đức Phật, và qua năm cách niệm, năm cách niệm. Nên là khi mà sư niệm xong thì cái live stream đó, cái cô Trần Lệ Khâm cổ thấy cổ hoan hỷ từ ân đức đó. Và khi mà sư về Việt Nam sư xây chùa, cổ thấy đường về cổ hộ cái hộ pháp cho sư để mà xây được cái ngôi chánh điện này thưa các vị, ngôi xây được cái ngôi chánh điện lớn này đó. Nên là cũng có cái phước hiện tại á, nhưng thật ra thì đây là cái phước mà cho tất cả chúng ta để có được một ngôi chùa Tháp Vàng khang trang đẹp tôn nghiêm. Rồi cái cách niệm thứ năm là gì? Cách niệm thứ năm là mỗi một ân đức của Đức Phật, trong chính ân đức đó chúng ta có thể lặp đi lặp lại 10 lần hoặc là 20 lần. Một ân đức chúng ta nhìn Đức Phật, chúng ta liên tưởng đến Đức Phật, chúng ta lặp đi lặp lại 10 lần hoặc là 20 lần thưa các vị. Bây giờ quý vị đọc nha. Ví dụ như là, và có thể nói là 10 lần, 20 lần hoặc là vô số lần trong một ân đức. Rồi chúng ta hết một ân đức đó rồi chúng ta đọc qua lần một ân đức khác, đó là samma ân đức thứ hai. Hết ân đức thứ hai chúng ta niệm 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 đến khi mà chúng ta muốn chuyển qua ân đức thứ ba,
niệm 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 thì chúng ta hết nữa thì chúng ta chuyển qua ăn đức thứ tư. Thì ví dụ như arang 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 samay sambono 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 vicha charana samano vicha charana samano vicha charana samano vicha charana samano. Mỗi một ân đức như vậy chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần và chúng ta cảm thấy là vừa đủ, chúng ta niệm được rồi. Ví dụ như mình 5 phút mình niệm 9 ân đức Phật, hay là 10 phút mình niệm 9 ân đức Phật, 20 phút chúng ta niệm 9 ân đức Phật với cái mỗi một ân đức mà lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Ví dụ giờ 5 phút thì chúng ta chia ra arang 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 samay sambuddho samay sambuddho samay sambuddho samay sambuddho samay sambuddho vicacarana samano vicacarana samano vicacarana samano vicacarana samano vicacarana samano sugato 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 lokavido 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 anuttaro purisalama sarati anuttaro purisalama sarati anuttaro purisalama sarati sandadeva manusana sandadeva manusana sandadeva manusana Buddho 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 Phakawa 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 Phakawa. Đó, thì như vậy là chúng ta có được 5 cách niệm về ân đức của Đức Phật Gotama. Một niềm tin của chúng ta đặt trọn nơi Đức Phật Gotama, chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ có được cả pháp bảo và tăng bảo. Ở nhà mình á, có một cái bàn thờ trang nghiêm, chỉ cần quý vị nếu không có một cái tượng Phật lớn mà quý vị có cái tượng Phật nhỏ gì thôi, trên bàn thờ do bàn thờ ngăn ngắn nho nhỏ mà quý vị đặt trọn được cái đức tin của mình nơi Đức Phật, không lai chuyển, không có cái tượng đối tượng nào Phật nào mà bằng Đức Phật Gotama, không có đối tượng nào mà để cho chúng ta đảnh lễ dưới chân vi trần nơi Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo bằng giáo pháp của Đức Phật Gotama. Không có đối tượng nào. Chúng ta hãy có được niềm tin trước khi mà chúng ta chết, chúng ta hãy có được cái đức tin này. Thì nhờ cái đức tin này mà có thể quý vị có được cái gì đó nó vững chắc hơn khi mà chúng ta bệnh chung. Chúng ta có cái gì để mà chúng ta báo. Ví dụ như bây giờ lúc mà mình mệnh chung mình nhớ được cái arahang 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 đủ để chúng ta được phước sanh về cõi trời, đủ để chúng ta chuyển kiếp sanh làm người ở kiếp sau. Quý vị nắm được không ạ? Người mà hay niệm Phật á, tất nhiên là người này có được cái quy lực đặc biệt mà chúng ta có thể nói là cái người thường họ không thể. Và ở đây chúng ta nên nhớ rằng á, việc mà chúng ta niệm Phật á, không phải như những tôn giáo khác họ niệm. Chúng ta niệm Phật đây là đệ tử của Đức Phật Gotama. Chúng ta niệm Phật đây là cận sự nam, cận sự nữ, hiểu biết về Đức Phật, niệm Phật. Chúng ta niệm Phật đây là những bậc xuất gia, sa di hay tỳ kheo. Quý vị biết ở bên Biên Điện là những ngài trưởng lão có cái sâu chuỗi đó. Cái sâu chuỗi đó là 108 hộp. Cái sâu chuỗi đó là lần niệm từng ân đức của Đức Phật qua 108 cái hộp chuỗi đó. Các ngài rất là cẩn thận, các ngài sợ cái tâm của mình đó, nó phóng đỉnh, nó chi phối bởi các phiền não xen vào tâm của mình, cho nên ngài sử dụng là 108 hộp đó là iti bi so pha ga ba a ra hăng rồi iti bi so pha ga ba sam ma sam bút thô iti bi so pha ga ba vít cha cha ra na sam ban no iti bi so pha ga wa su ga to iti bi so pha ga wa lo ka vi do iti bi so pha ga wa anuttaro purisa dhamma sarathi iti bi so pha ga wa sattha deva manusanang iti bi so pha ga wa buddho iti bi so pha ga wa. 108 hộp đó vừa đủ 9 ân đức của Đức Phật. Mỗi một ân đức Phật như vậy lặp lại đi lặp lại
câu Itibiso Phagawa. Cái phần cuối cùng á, là không chỉ một chữ Phagawa mà thôi, Itibiso Phagawa là hết. Quý vị niệm đi. Bây giờ sư sẽ kết lại cái bài này mà cho quý vị viết ra nè, sư đánh vần cho nó rõ một lần nữa ha. Ý, y sắc ý, ti sắc tí, ý tí, bi sắc bí, bê phở, bí, so, s, so, so, ý tí, bí, so. Rồi, phở pha sắc phá, gã ga sắc gá, họ phá gá, vợ va, phá gá hoa. Quý vị ghi ha. Rồi, chính ân đức của Đức Phật á, là a sắc á, rã ra sắc rá, á ngựa ăn hận hăng, á rá hăng, a mà am sam, ma sam, bút thô, dễ ha. Ba là quýt, y chết quýt, chợ cha, cha chá, rá ná sam, ban nô. Bốn là xú gá tô. Năm lô cá ví, ví nha chứ không phải là quý nha, ví đu. Sáu nè, á, a sắc á, á u tốt nút tá, rô, rô nha chứ không phải là gô nha, rô. Bú, u sắc ú, bộ bu sắc bú, bơ bu bờ phở, bú, rí, xá đâm, má xa, rá thí. Thứ bảy nè, a tờ át sát, tha, đê, vá, má, nút, nút, sa, năng, á ngàn, năng. Chín nè, thứ tám nè, bút, thô. Thứ chín nè, phá, gá, va. Đó là chính ân đức của Đức Phật. Mà sư hy vọng rằng các vị sẽ học được và các vị sẽ trì tụng ân đức của Đức Phật được một cách hoan hỷ, một cách khăng khích. Và sư mong rằng trước khi quý vị chết, quý vị có được đức tin trọn vẹn nơi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Gotama. Trong video này sư cũng muốn chia sẻ rằng là chùa Tháp Vàng sẵn sàng đón nhận với những ai muốn có tâm tu tập theo Phật giáo chân truyền nguyên thủy Theravada ở núi Dinh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0988087780. Quý vị có thể liên kết để được tu tập. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mà trợ duyên cho những ai có tâm nguyện tu tập theo chân truyền của Phật giáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.